khi đi biển thì quay video thế nào cho đẹp, cùng xem video này để biết nhé. Nếu có thời gian, bạn nhất định phải đi xem hải. Có người bên tốt nhất, không ai bên cũng không sao cả. Nghe nghe ca, chụp chụp ảnh, tìm một nơi ngồi xuống, đợi sóng lớn cuốn đi cảm xúc của bạn.